Hi. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Đào Bá Lộc. Giống như trên phần title, ngày hôm nay sẽ là một night time routine. Không có gì á vui bằng một ngày đi làm á mà tới lúc về luôn không có chửi ai hết. Tại vì tuần vừa rồi Lập lỡ gây lộn với bồ Lộc hơi nhiều, đâu có muốn đâu, làm mẹ thật là khó luôn á. Cho nên đó là hôm nay Lập đặc biệt về sớm, chúng ta sẽ tắm rửa cho thơm tho, skin care và chờ người yêu về nhé. Tẩy trang thôi. Phải lột cái bộ mặt thật ra rồi. Tí khủi khủi quá à. Nhìn như bị chồng đánh vậy đó. Nhưng đâu có ai biết là thật ai đánh không. Tẩy thêm một bước bằng dầu nữa cho chắc nha. Cho cái mỹ phẩm nó sẽ tan ra hết, không có cái gì còn tắc ở trong cái lỗ chân lông của mình hết. Mọi người thường hay hỏi Lộc á, quen nhau 4 năm rồi tình cảm chắc là sâu đậm lắm phải không? Chẳng thấy mẹ luôn. Để Lộc rửa cái mặt ra cái rồi Lộc kể những cái kỷ niệm mà tức chào má họng cho mấy má nghe nha. Lần đầu tiên mà gặp nhau đi chơi á, vừa gặp một cái là Lộc cảm nhận được rất là rõ ràng luôn. Má ơi, một cái thằng vô duyên thôi. Cái Lộc nghĩ trong đầu là ăn lẹ rồi về nha. Vậy mà 4 năm trôi qua, Lộc còn cảm thấy sốc nữa. Trời ơi, ta mà mình dại dột quá. Như là một bông hoa lại mà cắm. Toner nha. Thật ra đó, ba Lộc á có ý muốn gặp bố mẹ của anh. Tại vì á, chắc là ba nghĩ là tụi Lộc cũng đã quen nhau lâu rồi và muốn là ổng sẽ nghiêm túc hơn. Mà không biết hả, Lộc mới là không nghiêm túc, cho địa thêm mấy mối khác có kèo nào thơm hơn không. Lộc nói giỡn thôi chứ Lộc á hả, rất là chung thủy luôn đó. Lộc đã lên kế hoạch á, già đi cùng anh rồi. Cho nên hả, tối nào Lộc cũng cầu nguyện cho bản thân mình. Đừng có tát máy tay chân nha má ơi, cẩn thận nha má ơi. Tới bước serum essence nha. Lộc thật lòng là không biết là phải chuẩn bị như thế nào cho đời sống hôn nhân hết. Cho nên Lộc nghĩ là Lộc sẽ chuẩn bị một cái sẻng. Nếu mà anh có yêu ai khác thì Lộc sẽ đào một cái hố thật sâu cho hai đứa nó. Và tiếp theo là một em sản phẩm mà Lộc rất là thích luôn. Lộc đã sử dụng em này lâu ơi là lâu. Lâu mà từ hồi chưa có bồ cho tới hồi có bồ luôn. Tăng tăng. Nói một cách chính xác á, là con bé này á, lâu rồi không có đổi nó. Chứ mà bồ á, là đổi hoài ha. Đổi hai ba anh, rồi đổi ba bốn anh. Trời ơi, quen nhiều người á, vất vả lắm chứ bộ. Quen rồi á, mới biết là không hợp à. Kiên trì lên, quen nữa đi. Chủ yếu là không phải tham lam gì đâu, mà là tìm ra một người hợp với mình đó, nó rất là khó. Tìm người mà thích nhau thì dễ, nhưng mà tìm người mà hai bên hiểu nhau, cảm thấy thấu hiểu nhau, cảm thấy giống nhau, khó cực kỳ luôn á. Đặc biệt á, em bé này là phiên bản mới thì có bổ sung á probiotic lợi khuẩn. Lộc tin á là tất cả các bạn á mà có quan tâm về sức khỏe và các mẹ bỉm á chắc chắn là không xa lạ với lợi khuẩn probiotic đúng không? Mỗi ngày chúng ta phải uống những cái sữa chua mà có lợi khuẩn để tốt cho cơ thể. Và chúng ta cũng cần lợi khuẩn ở trên da của mình nữa. Cái em này và lợi khuẩn probiotic ở trong em ấy sẽ giúp chúng ta làm cân bằng cái hệ vi sinh của da để giúp da mình đề kháng hơn. Thi thoảng phải có một chút đề kháng nha. Chứ không phải cứ tẩy rửa sạch sành sanh là tốt đâu. Mọi thứ phải ở trong trạng thái cân bằng. Thi thoảng con nít phải để nó vui chơi lắm lem bùn đất một xíu để có lợi khuẩn, có hệ vi sinh. Còn mình á, thì cũng nên va chạm một xíu, nên yêu nhiều một xíu, yêu mà xỉu lên xỉu xuống đập đầu vô tụi muốn chết cho rồi, để có kháng thể, để không có bị cái bệnh mà ngu ngốc khi yêu. Nói chung là phải đề kháng. Mặt nạ ngủ quan trọng lắm nha, bởi vì chúng ta ngủ nhưng mà thật ra cơ thể vẫn hoạt động. Tim gan phèo phổi bộ đồ lòng có lấu rồi. Tóc, móng, đặc biệt là cái da, nó vẫn hoạt động để tái tạo. Cho nên á, mình cũng phải giúp của da mình, giúp nó một tay đi đắp mặt nạ ngủ để nó có một cái giấc, khi mà mình ngủ thì nó hoạt động được tốt, ok? Để ngày mai mình tỉnh dậy thì nó ok, chứ không á, thì chúng ta sẽ già rất là sớm đó. Đắp thêm một miếng mặt nạ mỡ nè, để mướt cái mỡ chữ chọc. No, phải để nói những lời yêu thương với chồng, ok? Ham lời thì xịt thêm một miếng xịt khoáng nha.
Ngoài ra đó thì em mặt nạ ngủ này còn có một phiên bản dành cho da nhạy cảm có bổ sung Sika. Thì anh Lộc sẽ đắp em này vào những hôm mà da của mình nó hơi dễ bị kích ứng, hơi nhạy cảm và Lộc mình cảm thấy khó ở trong người. Nó nụm máu chó đó. Thì Lộc sẽ sử dụng em này. Và đây là chân dung của hai em mặt nạ ngủ Laneige phiên bản mới. Đầu tiên là em bé xanh mướt mát vô cùng quen thuộc này, nhưng mà lần này là phiên bản mới nha, Water Sleeping Mask EX. Lộc tin là em mặt nạ ngủ của nhà Laneige đã không còn gì xa lạ với các tín đồ skincare và đã nằm trong wishlist của rất là nhiều chị em đúng không nè. Lộc á, hồi dậy thì á, mê xỉu, mê đắm, mê đuối bởi vì rất là mơ ước có được làn da căng bóng như chế Son Hikyo. Đã có một thời phải để dành rất là nhiều và chỉ dám mua mini size thôi, nhưng mà thời thế đã thay đổi. Bây giờ hả, có điều kiện rồi, rất là mạnh tay nha. Coi cái chất mặt nạ đã chưa kìa. Vẫn là chất gel quen thuộc, trong trẻo ngây thơ như tâm hồn 18 tuổi ngu ngốc trong tình yêu, tan như nước, tan nhẹ lên da luôn, rất là mát lạnh, giống như là chúng ta đắp một cái lớp thạch mỏng lên da vậy đó. Sau một ít lâu thì sẽ không còn cảm giác gì nữa hết và cảm giác như là đắp mà như không đắp vậy đó. Sẽ còn phê hơn nếu mấy má bỏ em nó vô tủ lạnh nha. Mùi hương thì thoang thoảng như có như không, cảm giác rất là tinh khiết và sạch sẽ. Bởi công nghệ Sleep Sense giúp mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn khi ngủ. Phiên bản mới lần này có chứa lợi khuẩn, probiotic và công nghệ microbiome giúp cân bằng hệ vi sinh cho da. Ngoài ra còn có chứa Swallow Oil và đặc biệt em bé màu xanh này còn có chứa Sika dành cho da nhạy cảm, những cái làn da căng thẳng và đặc biệt là những lúc nội tiết tố của chúng ta có vấn đề. Và sau đây là so sánh chất của hai em nha. Đầu tiên là em xanh dương kinh điển Water Sleeping Mask EX. Em này thì có chất gel rất là trong suốt và sẽ tan ra như là nước. Tiếp theo là em phiên bản nhạy cảm có chứa Sika thì em này có chất kem. Tuy nhiên á, tan ra thì rất là dẻo và cũng rất là mịn và không hề cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Em có chứa Sika thì có thể dùng hàng ngày để thay cả kem dưỡng ban đêm đó. Một tuần thì chúng ta có thể đắp mặt nạ ngủ của Laneige từ 2 đến 3 lần để giúp da của chúng ta ổn định và khỏe hơn. Thì sẽ rất là tiện lợi khi chúng ta kết hợp với các sản phẩm dưỡng trắng nè hoặc là chống lão hóa, sẽ tăng cường hiệu quả lên gấp rất là nhiều lần. Bởi vì muốn gì thì gì, da cũng phải khỏe trước tiên thì nó mới hấp thụ được tất cả những chất mà chúng ta muốn đưa vào em ấy. Rửa ra cho mấy má coi cái da hết hồn nè. Em này cũng có thể được dùng để làm một lớp mặt nạ mỏng trước khi trang điểm nha. Lớp này nó đánh lên là bao mịn mượt luôn. Lộc để ý rất là rõ luôn, đó là khi da ẩm và nếu mà đắp mặt nạ ngủ thì lớp nền nó sẽ giữ rất là lâu và rất là mướt và còn tốn ít nền hơn nữa. Còn bây giờ thì trong lúc mà chờ người yêu về á, Lộc sẽ tranh thủ luyện cho hết một vài tập phim Hạ Cánh Để Anh. Lộc đang coi lại lần 2, có lẽ mà con ổng về mất hứng lắm. Và lớp của chúng ta đến đây đã hết rồi. Hy vọng là mọi người đã có một thời gian xem lớp thật là vui vẻ. Và thật ra đó, có bồ cũng được, không có bồ cũng được, nhưng mà hãy nhớ là phải yêu thương và chăm sóc bản thân mình thật là tốt nha. Bởi vì mình làm tất cả mọi thứ á, là cho bản thân, cho mình tốt hơn, chứ không phải để mình tốt hơn và trở thành sự lựa chọn của người khác đâu. Khi mà mình ổn hơn á, mình sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye.